Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 cả nhà. Sáng nay thì Nhi mới giật mình, ý là mình không có để ý là ngày lễ, mình vẫn làm bình thường. Xong sáng nay cái chú kia chú nói là hôm nay lễ mà hai vợ chồng không đi chơi mà đi lên rẫy. Cái mình giật mình, à hôm nay là lễ. Thì cũng nhân ngày lễ thì Nhi với lại anh Thép cũng chúc cho cả nhà mình một ngày lễ thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Tụi mình lên hồi hôm mà cả nhà. Hồi hôm là tụi mình lên từ 6 giờ đêm lên tới đây là 8 giờ để gặp mấy anh kỹ sư nông nghiệp á, mình học hỏi chút ít kinh nghiệm về mình trồng sầu riêng. Bên hữu cơ cả nhà. Đúng rồi, kỹ sư nông nghiệp bên chuyên hữu cơ luôn, chuyên về hữu cơ, nói không với hóa học thì hôm phải nói là một cuộc hẹn đáng giá. Là ngày hôm qua là 5 giờ mấy là cả team mới đi làm về, xong nhận được cuộc hẹn thì tức tốc từ nhà chạy thẳng lên một mạch lên Khánh Sơn để gặp mấy cái anh đó. Thì bây giờ là Nhi với anh Thép đang di chuyển từ Khánh Sơn về lại cái rẫy của mình. Rẫy của mình thì nghe thợ nói là cỏ đã cắt xong rồi, ống nước đã phục hồi xong hết rồi, thì một lát sẽ lên cũng có sự khác biệt không hề nhẹ này. Mình lên mình kiểm tra thôi và cuối cùng bữa trước cỏ cao quá chừng cao luôn. Hôm sau chắc là mình sẽ đầu tư một cái máy phát cỏ để mình tự mình phát. Nhưng mà lúc tối nghe mấy cái anh kỹ sư chia sẻ á, thiệt ra là nó kỹ sư thì cũng không chính xác lắm, tại vì mấy anh nói là nhà nông. Với lại có một anh gọi là cụ của một công ty hữu cơ. Chùm chứ, gọi là chùm một công ty hữu cơ. Anh có chia sẻ rằng là trong vườn của mình mình để cỏ cao rồi mình cắt thì cái cỏ phòng mình cắt đi nó sẽ tạo thành một cái lớp hữu cơ sẽ rất là tốt cho đất. Cho nên là mình phải để cho nó cao một chút rồi, để già một chút rồi hẳn cắt, chứ đừng có cắt sớm quá. Có nghĩa là khi mà cỏ nó già nó có một cái lượng đường ngọt ngọt. Thì khi mà cắt ra thì con mối nó là thích ăn cái ngọt ngọt đó. Và sau khi mà nó ăn xong bắt đầu nó sẽ thải ra phân của nó, và phân của nó chính là hữu cơ. Còn mà lúc mà mình cắt non quá thì cái vị cỏ nó chưa đủ độ đường, nó chưa có ngọt. Bởi vậy khi mình cắt xuống thì nó cũng tốt nhưng mà nó ít hơn. Cái lượng phân hữu cơ mang lại nó ít hơn. Kiểu vậy đó. Nghe ảnh nói mà rồi phải nói là Nhi với anh Thép rất là được mở mang luôn cả nhà. Ảnh chia sẻ rất là kiểu dễ hiểu, nó không có quá gì là phức tạp là hóa học này nọ, nó rất là dễ hiểu. Ảnh cứ kêu là đất là mẹ, cây là con, mẹ phải khỏe thì con mới khỏe được, mới hút chất dinh dưỡng được. Phải lo từ gốc chứ không thể mà mình lo từ ngọn lo xuống được, mình phải lo từ gốc lo lên. Rất là hay luôn. Nghe rất là giống như được mở mang á. Không biết là sáng nay trời, nghe dự báo thời tiết là hôm nay trời sẽ mưa á, không biết là sẽ như thế nào. Hy vọng là trời đỡ một chút để Nhi với anh Thép lại có một cuộc hẹn thăm rẫy nữa cả nhà. Một anh chủ vườn với một khuôn rẫy là hơn 11 mẫu á cả nhà. 11 hectare làm về chuyên về hữu cơ sinh học, không xài một thuốc hóa học, không xài phân hóa học. 11 mẫu sầu riêng chỉ xài hữu cơ thôi, sẽ cho tất cả khán giả mở mang tầm mắt. Bây giờ là Nhi với anh Thép là sẽ đi qua thăm rẫy nhà anh Vũ nha cả nhà. Sẽ băng qua một con suối như thế này, suối đá. Và anh Vũ sẽ chở. Cả nhà thấy cái con suối này quen không? Lúc trước thì cách đây nửa năm thì Thép cũng đã chở cả nhà qua cái con suối này đi thăm vườn anh Tuấn. Bằng mấy cày. Bằng mấy cày, nhưng mà hiện tại giờ nước nó đang rất là ít luôn nha. Mùa này nó ít hơn anh Vũ. Mùa này nó ít, còn mùa mưa thì nó nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ dùng xe máy của anh Vũ chở vào đó. Vườn của anh Vũ vào đó nha. Đây, giờ đây. Không ngờ là thấp vậy luôn ta. Hôm bữa là em thấy nó nhiều nước lắm á. Rồi. Xin vô xíu nữa. Giờ mình sẽ coi tay nghề của anh Vũ lái cái đường này. Sợ quá. Hôm bữa đi mấy cây mà sực. Ui da. Dữ à. Đường này mà anh Vũ kêu là bán tải của Thép vẫn chạy qua được nha. Thì Thép thấy cái vị nó có thể chạy qua được á.
tại nó không có lúng. Còn mấy cây thì chạy vô tư rồi. Đã bao giờ anh thấy chiếc bán tải nào qua đây chưa? Có rồi hả? À có rồi hả? À có rồi, yên tâm rồi. Vũ sợ cây vẹt trầy sơn. Quét cục đá này nè. À mất cục đá hả? Từ từ anh kiếm cái góc nào đẹp đẹp. Quay góc S. Nó mất cục đá nha cả nhà. Đi nó bị vướng vướng á. Ây da. Ui da. Ôi trời ơi. Bữa nay á, thời dự báo thời tiết á, báo là báo là bữa nay mưa, bây giờ trời hôm nay hơi mù mù. Ôi da. Ui, sếp nghe kêu ạch 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 ạch. Có khi nào nước vô không? Ờ, ngập cái bô hả? Thôi anh cố gắng anh dặn anh thả ra là nó vô á. Anh Vũ đang cố gắng dặn gà nha, không thả ra là nó vô nước nha. Nó hút vô nha. Ui trời. Ui dạ. Rồi cả nhà ơi, mất 1-5 phút để qua khỏi cái con suối đó. Mất 5 phút xuống Gia Lào cho anh Vũ Gia Lào tí cái. Từ bên đó qua anh đây mất 5 phút nha. Tất cả mọi người thấy không? Một cái đoạn đường rất là xa luôn. Vị trí bên kia nhìn view rất là đẹp luôn. Những cái ở trên kia vị trí và tay thép chỉ nhỏ xíu màu trắng trắng thấy không? Đó là ngôi nhà của đồng bào người Rắc Lây ở đó. Phải công nhận là chịu khó ở xa thiệt luôn. Rồi tiếp tục đi thôi. Hiện tại là mình cũng đang đi ngang qua một cái vườn sầu riêng của hàng xóm á anh. Đẹp kia không? Ủa? Là mình đi ké rẫy người ta hả? Ui sầu riêng này chắc là thép nghĩ là 7 năm tuổi rồi nè, 7-8 năm rồi nè. Wow. 9 năm rồi, nhìn tốt, đẹp ghê luôn. Ủa mình đi ké rẫy người ta cho đi hay sao? Đường chung hả? À, nếu mà không có đường này là bà con không biết đi đường nào đúng không? À, đường chung của dân nhưng mà trong sổ sách là cũng vẫn là của người ta. À, người ta cho đi đúng không? Vậy là giống của em á, em ở trong vườn của em vẫn cho bà con đi qua vậy á. Nhưng mà đất là đất của mình. Đấy. Mát mẻ cả nhà ơi. À là cái luồng này là ngày xưa đi mấy cày vô là đi đường này nè. Là rẫy của anh Tuấn bên kia. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển thêm một đoạn đường nữa. Tất cả mọi người thấy đẹp ghê. Ôi rồi đi rẫy hả? Ủa, chạy bớt xe luôn à? Ở đây nhìn những cái xe địa hình leo núi á, nhìn nó có vẻ nó cũ kỹ vậy thôi nhưng mà nó leo ghê lắm nha cả nhà. Chuẩn bị chúng ta lại vượt qua một thử thách nữa là qua lầy nữa. Bữa nãy anh Vũ có một cái pha trình diễn là vượt cái dốc rất là ngặt luôn mà thép chưa có kịp bật điện thoại lên quay nữa, uổng ghê luôn á. Pha đó đúng là đi vào lịch sử luôn á. Chắc ba mà vượt dốc. Bên đây tất cả mọi người thấy họ trồng sầu riêng ở cua hả? Né. À, né cái đường. À, cái đường kia nó bị lầy quá thật. Lầy. Vô rẫy người ta đi đó. Sầu riêng chưa, cây này khoảng 3-5 tuổi à? Đúng rồi. Chuẩn bị, ui chà. Tiếp tục nữa. Hèn gì anh kêu xe bán tải vô không được.
Bán tải vô đường này chắc khóc luôn á. Khóc á. Về không, được. Cái đi đường mà nó tội xe á. Về rửa đuối luôn. Tất cả mọi người xem ở đây có những cái cánh đồi mà nhìn view cực kỳ đẹp. Mà điều đường nó hơi xa tí, nó vất vả. Đi thì nó hơi mệt tí. Bị ủa, qua suối nó hả? Cái sông nó mới qua. Ôi giời. Giờ nãy giờ chúng ta qua hai cái suối rồi. Suối này hơi nhỏ nha. Để chuẩn bị nè nha. Chuẩn bị anh Vũ biểu diễn nè. Nhi nãy giờ ngồi Nhi im re luôn à. Ở đây cảnh đẹp quá, mình tắt máy quay nó phí quá cả nhà. Thôi cả nhà ráng chịu khó xem. Chỗ nào nó cũng đẹp hết. Người bán tải chạy vô tới đây. À, bán tải chạy vô tới đây luôn. À, hay ghê ta. Đẹp ghê luôn. Mà bây giờ cái không khí lạnh lạnh nó gần mưa á, nó làm cho cái cảm giác mình cảm giác nó kiểu nó thoải mái kiểu gì vậy. Cảnh này thôi luôn ha. Bò ở đây chăn cũng nhàn ha. Cắm dây tự ăn. Đâu có trồng cỏ, đâu cần trồng cỏ gì đâu, nhiều đâu cả nhà. Cắm dây tự ăn no về. À, cái vườn trước mặt là vườn của anh Vũ hả? À, đúng rồi. À, gần tới rồi. Tính ra từ nhà anh Vũ mà đi vô đây cũng mất hết 15-20 phút đó cả nhà. Một cái đoạn đường cũng khá là vất vả. Hai cây số. Nhưng mà đi nó khó đi thì mất 20 phút. Rồi, tới rẫy của anh Vũ. Cái nhà anh Vũ to rồi. Rồi cháu giảm ở đây. Ờ, sau một cái quãng đường khá xa luôn thì tất cả mọi người cũng đã tới rẫy của anh Vũ. Ủa anh cột gì sợ nó gãy hả anh Vũ? Sợ gió rớt á. Mỗi trái anh mỗi cột vậy đó hả? Đúng rồi. Kỳ công ghê luôn á hả? Sợ gió nó rớt thôi. Anh Vũ sợ gió rớt, mỗi trái anh cột vậy nè. Đấy. Mỗi không cột cành, có cột cành mấy cành nhỏ. Cành nào yếu phải cột chứ. À, cành nào yếu mới cột không? Còn bình thường là cột trái không hả? Cột trái. Tất cả mọi người thấy không? Cực ghê không? Đám này cỡ 3.5 mẫu. À, 3.5 mẫu hả? Còn bên kia nữa. À, còn bên kia nữa. Là tổng luôn á. Tổng luôn của anh khoảng nhiêu? Hết cũng cỡ 10 mấy mẫu. 10 mấy mẫu hả? Là hiện tại là sầu riêng Phước Bình là nhà anh Vũ là nhiều nhất đúng không? Cái à, số lượng cây thì... Số lượng cây với lại đất á, là nhiều nhất Phước Bình. Mười mấy mẫu nha. Không, đất thì không có nhiều mà số lượng cây sầu riêng thì nó nhiều. Dạ. Và Thép cũng chia sẻ với tất cả mọi người là vườn của anh Vũ ở đây là Thép cũng hơi bất ngờ tí. Là 100% hữu cơ.
không xài hóa học luôn anh? Đúng rồi. Là từ lúc mà anh trồng sầu riêng tới giờ là không có hóa học hả? Không, không, không có xài hóa học. À, không hóa học, tức nghĩa là anh không xài thuốc sâu rầy bảo vệ thực vật á. Ừ, đúng rồi. Toàn là hóa học không? Từ nhỏ tới lớn nó toàn hóa học không? Hữu cơ. Hữu cơ hóa học. À, hữu cơ sinh học. Thế quên, bị lú. Có nghĩa là hữu cơ sinh học không? Là trái cây hoàn toàn sạch luôn á. Ủa, mấy anh đó làm cho mình hả? À, phun thuốc. À, phun thuốc, phun đồ. Mình nghĩ, theo thép nghĩ là cái cây sầu riêng nó khó vậy mà mình cần phải xài hóa học. Nhưng mà rất là bất ngờ luôn, anh Vũ nói là toàn vườn anh Vũ luôn, từ lớn tới nhỏ giờ anh Vũ xài hữu cơ sinh học không. Thì cho ra những cái sản lượng trái đồ phải nói là đạt chuẩn để đi xuất khẩu luôn. Ủa sao em nghe thấy mùi thơm sầu riêng đang có trái chín ta? Có, tức là trái non nó mình cắt bỏ á, mình thải bớt á. À, nó bay mùi thơm. Để thép thử đếm à, trái này nè hả? Ừ, thử đếm một cây thử bao nhiêu trái nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 4 x 3 tạ 2. Là trái này tầm cỡ 4 kg. Bình thường là 3 đến 4 4 kg ạ. 3 đến 4 kg trái thì một cây thì khoảng tạ mấy? Cây này khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Cây năm thứ 7. À, năm thứ 7. Năm thứ 7 mà bự người ta, anh trồng mấy mét một cây? 8 mét. Ui 8 mét, tất cả mọi người xem này, năm thứ 7 nha. Từ cây này qua cây này 8 mét mà nó còn đâu được đâu có hình như là nửa mét nữa là nó bằng nó giáp nhau rồi. Năm nay là giáp. Năm nay nữa là giáp nhau, năm thứ 8 là nó giáp nhau rồi, thì đừng có nói là năm 10 hoặc năm 12. Bởi vì chúng ta tầm trồng 10 mét là thép nghĩ là nó đúng chuẩn luôn á. Cho bây giờ có người trồng 5 mét nữa. 5 mét mới có 6 tuổi nó đụng nhau hết. Trồng 10 mét hoặc 12 mét. Có người là người ta trồng 12 mét nữa. Mấy anh đang xịt thuốc. Còn cái nước tưới là anh hình như là em thấy nó nhiều ấm ghê luôn hơn. À, một cây gì là 4 mét. 4 mét luôn hả? Ừ. Nhiều chứ ai? Như vậy nó mới đủ cái lượng nước cung cấp cho cây. Một cây 4 mét luôn. Ừ. Nhiều ghê luôn hả? Bởi vì 2 mét nó đâu có phủ ra hết. Dạ. Rồi mấy cái đường ống anh chôn hết luôn hả? Chôn. Chỉ có lòi mấy cái đường ống này thôi. Ừ, lòi bét lên thôi. Còn cái kia chia chôn hết luôn. Ừ. Bên vườn của em bắt có 2 bét à? Ừ. Sau này phải làm 4 bét hết. Ở đây cả nhà, thép sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy nha. Nếu mà đất chúng ta xài hóa học á, thì khi mà chúng ta bơm thuốc á, thì thuốc nó sẽ nhiễu xuống đất. Đúng rồi. Thì nó sẽ diệt chết cái con trùng ở dưới đất. Nhưng mà hoàn toàn là của anh Vũ bằng sinh học á, hữu cơ á. Bởi vì tất cả mọi người xem này, con trùng khi mà nó ăn á, nó sẽ đi phân lên trên, thấy không? Đấy, vô nhìn đất á, mà xin phun hóa học thì cả nhà nhìn biết liền à, đâu có trùng sống nổ đâu, nó nhiễu xuống chết hết. Trùng nó tạo đất ra nhìn rất tươi xốp tốt chứ. Trái này chắc em nghĩ chắc cỡ 2,5 kg rồi anh. 3 kg mấy không đó hả? 3 kg mấy rồi hả? Đúng rồi. Bự lắm rồi. Trái đây tầm cỡ 4 kg nè. Ui giời ơi, đây nè, trái này 4 kg đó. Thái đúng không? À, đi xấu. Ủa rì xấu hả? Sao em nhìn giống Thái vậy? Không, Thái nữa, cái màu khác. Ui, mình nhìn tưởng... Không, mình nhìn tưởng Thái không à? Tại nó sần sùi á. Thái khác nữa. À. Cô trái này nè, trái này chắc là em... Nếu mà theo thép nghĩ chắc cái trái này cũng khủng lắm, là 5 kg nè. Đúng rồi, đúng rồi. Phải 5 kg á. Ui cha. Nếu mà 5 kg là kêu là sầu riêng heo á hả? Không, 5,5 kg á. À, 5,5 kg mới heo hả? Khủng không cả nhà? Là nó hết lớn rồi, nó cỡ đó là nó làm muối nó chín luôn hả anh? Đúng rồi. Hết lớn rồi, cỡ đó hết lớn. 1, 2, 3. Thép để ý nha, những cái cành dưới á, không bao giờ thấy trái luôn.
sầu riêng nó nuôi dưỡng chất từ ở trên xuống, nó nuôi ở trên ở dưới nó hay nó thiếu dưỡng chất á, nên nó ít khi nào có trái lắm. Với lại bét mình hay xịt ở dưới thì sao nó không chịu sao anh? Xịt đụng nó đúng không? Không, tức là cái khoảng thời gian mà mình phân hóa mầm ho đó, đôi khi bét mình phun nó không có đụng cái dạ ở dưới của cành nè, cho nên là nó ra bông rất là ít. Dạ. Với lại nó dư chất là nó mới đưa xuống ở dưới đúng không? Mà nó đủ chất hay nó thiếu chất là nó ở dưới nó không có đậu, ít đậu lắm nè. Hay để cho có le ve gì đó, ít lâu nó đậu một trái, còn ở trên cành giữa đâu á là thấy đậu nhiều kìa. Có trái 5 kg luôn. Bữa thấy trái 20 mấy kg luôn kìa. Ồ, không, mấy trái đó. Trên chụp trên hội sầu riêng á trái 27 kg. Khổng lồ luôn. Nó nặng cái vỏ. Ui, ra chút xíu cắm suối luôn rồi. Ảnh còn bên đây nữa. Bên đây là chỉ là ít thôi. Còn bên đây nữa. Bên đây núi nữa nè. Bên đó nó nhiều. À, bên đó mới nhiều nữa hả? Ừ. Rồi anh đi bộ qua hay đi xe? Đi bộ quá nè. Mình nước chỗ đây nó sâu. À, là đi qua đây xong bắt đầu đi bộ qua kia. Ừ. Rồi mới qua rẫy bên kia. Ừ. Là bên kia mới nhiều như nữa nha cả nhà. Bên đây là chỉ có một góc nhỏ thôi. Bên kia trồng trên núi kìa. Là mình cũng cho máy bơm không anh, hay là mình có hệ thống nước ở trên đó? Không, cũng chơi máy bơm này nè. Từ cái máy này mà bơm lúc đó hả? Đúng rồi. Cũng một máy này? Cũng một. Không, bên kia riêng chứ. À, có cái máy riêng hả? À, anh xài máy dầu nha cả nhà. Xài máy dầu, còn bên thép là mình xài motor nước bơm riêng. Mấy cái cây này hình như là mấy anh cưa không được hay sao, mà sao thấy mấy cái rẫy hay có vậy ta? Không, để nó giữ cái bờ đất. Dạ. Mày thép nghe nói mấy cái cây này cưa hao lưỡi cưa lắm nên cũng ít người đụng nó ha. Cây kéo. Có cái dòng suối đi ngang qua đẹp vậy hả? Cây con thì bao nhiêu lâu mình tưới một lần? Cứ định kỳ 3 tháng một lần. Cứ quan trọng là cái phân hữu cơ. Dạ. Cái nền tảng hữu cơ là quan trọng nhất. Hữu cơ thì mình tùy theo cơ đọt đúng không? Không, hữu cơ nếu mà ông rải là nhiều lần nó hay hơn là ông rải một lần nhiều. Một tháng mình chăm cho nó một lần. Ừ. Cây con thì có chừng một nắm một chút mấy không, dài lạng. Nó cũng rải ra tán lá chút xíu, cách thân gan hơn cây con á. Đúng rồi. Rồi sau rầy thì mình xịt thêm TS đồ hả? Mình phải kiểm tra bộ lá chứ. Ví dụ như thời gian đầu mình làm mà cái độ pH đất của mình nó chưa được trung tính thì mỗi lần cơ đọt nó ra sẽ bị rầy. Cái đó phải chấp nhận. Yeah. Thì mình phải phun. Nhưng mà sau này rồi đất mình nó đã trung tính rồi thì khi mà lá non ra rồi con rầy nó có đậu lên, nó có bám vô chăng nữa nó cũng không ăn. Nó có cái hay gì. Anh Vũ nói á, là anh Vũ để cỏ thoải mái luôn, cao tới đây luôn. Xong bắt đầu khi mà cỏ nó già á, xong anh Vũ sẽ phất đi. Là lúc đó cái cỏ nó đủ độ đường ngọt á, xong bắt đầu mối nó sẽ tới ăn cái cỏ đó, nó ăn xong nó thải ra phân nuôi cây lại. Bây giờ ông chú ông đang xịt thuốc này, nhưng mà thường á là thép thế là nếu mà xịt thuốc á hôi lắm nha. Nhưng mà ông chú ông xịt thuốc nó đứng đây bình thường à. Đâu có bay cái mùi vậy? Con chào chú. Chú xịt thuốc hả? Không bay mùi gì luôn. Thì bên anh Vũ anh chia sẻ là cái thuốc mà thuốc sinh học hữu cơ á, thậm chí công chú mới xịt thuốc mà thép bứt lá thép thử, nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết, y như là kiểu như sinh tố vậy anh. hôm bữa anh Vũ cũng chia sẻ cho thép thuốc về xài, mình nói ủa sao mà đổ ra mấy cái loại thuốc này kiểu như sinh tố vậy ta, kiểu nó đỏ đỏ hồng kiểu như sinh tố dưa hấu, sinh tố cà rốt vậy đó. Thử cái mùi nó bình thường đó, nó đâu có bay mùi gì đâu. Phải nói là thép rất là mừng khi mà được biết những anh em mà làm hồ bên hữu cơ sinh học á, thép tìm hiểu những cái công ty khác á, thì họ chỉ dưỡng cây thôi chứ không có thuốc để bảo vệ cây, mà bây giờ thép biết được cái bên hữu cơ sinh học á, họ
họ làm có nghĩa là dưỡng cây, vừa bảo vệ cây luôn và vừa có phân hữu cơ luôn. Phải nói là chúng ta làm toàn bộ về sinh học hết luôn. Đó thì Tép sẽ không phải là mình quảng cáo gì, mình sẽ cho tất cả khán giả gọi là họ sẽ tự tìm tòi là cái hữu cơ sinh học mà Thép đang tính nói với tất cả mọi người là tất cả mọi người hãy nếu mà có thời gian lên YouTube bấm là hữu cơ sinh học Thuận Thiên. Thuận Thiên hả anh Vũ? Đúng rồi, đúng rồi. Thì tất cả mọi người chịu khó mình xem. Mình xem không những cái cây sầu riêng nói riêng nha, tất cả những cây trồng nói chung luôn, là nếu mà chúng ta làm được kiểu đó thì tốt. Trái cây vừa được xuất khẩu qua nước Nhật luôn, nó đủ cái độ gọi là không hóa chất để xuất khẩu qua tất cả các nước bạn nha. Còn mà mình làm hóa chất đó, nhiều khi qua mấy cái nước đó nó bị kén á cả nhà. Nè, bây giờ cái lá nó đang bị ông chú ông mới xịt thuốc rồi nha, ướt nha. Thép thử mùi cho cả nhà xem. Phải nói là nó không có mùi gì luôn. Anh Vũ, nhiều khi em lỡ em liếm liếm rồi lỡ có chết đâu anh Vũ. Anh Vũ vẫn hút thuốc bình thường nha. Anh Vũ nói là anh Vũ bồ xịt thuốc bồ hút thuốc luôn. Thấy nhà không cả nhà? Đấy. Suy đi nghĩ lại mà khi mà chúng ta làm nông á thì chúng ta cũng kiếm tiền đúng không? Nó cũng kiếm tiền, thì làm ra cây ra trái chúng ta bán cũng kiếm tiền. Thì cái mấu chốt ở đây là chúng ta làm nông cũng để kiếm tiền. Đó, làm gì cũng để kiếm tiền hết. Thì bây giờ chúng ta xài hóa học đi, mà chúng ta làm kiếm ra 10.000 đi thì lấy 5.000 đó đi chữa bệnh rồi. Chính xác không cả nhà? Bây giờ mình làm hữu cơ, bây giờ mình kiếm 10.000 ấy thì mình ăn mình sử dụng trọn hết 10.000. Đúng không? Thế nó chính xác không? Thì cái hai con đường đó mình chọn con đường nào? Vừa sạch sẽ, vừa bán cho bà con cũng sạch sẽ này, không gây ra ung thư nè. Rồi vừa mình tiếp xúc với vườn của mình nè, mình vừa thoải mái hút thuốc nè, mình vừa ăn nhậu trong vườn mình bình thường. Rồi mình vừa sống ngủ trong vườn mình không sợ bất cứ cái gì hết. Đất đai tốt nè, thấy không? Còn bây giờ mình làm hóa học mà mình lâu ngày nó bị ngộ độc đất, rồi nó gây ra rất là nhiều bệnh. Nói chi xa mình xịt thuốc, mình bệnh trước cho ai bệnh đúng không? Mình bệnh trước là tốt cái người sử dụng bệnh sau. Bởi vì trong cái video hôm nay là Thép không phải là quảng cáo gì đâu. Nhưng mà cái gì hay, cái gì mà gọi là hay và không có độc hại đến tất cả bà con thì Thép cũng video hôm nay Thép cũng với anh Vũ cũng chia sẻ với tất cả mọi người. Thậm chí cái thuốc sinh học này hôm tối mình có người nói chuyện với anh giám đốc mà có thể sử dụng làm anh nói có cái loại thuốc mà sử dụng để tha ghẻ được không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Uống trị bệnh luôn. Tại biết sao không? Sinh học nó làm bằng bào chế từ những cái cây này lá kia, nhưng mà cũng có một số cây á nó sẽ dùng để mình trị bệnh luôn. Còn có những cái số cây cũng độc nha cả nhà, ví dụ như cây son này chúng ta hay kêu cây gì anh Vũ? Cây son đào. Cây son kêu bằng cây gì ta? Quên rồi. Cây son mà hay mọc lề đường mà lá nhỏ mà khi mà chúng ta bứt ra nó có mủ, và ngày xưa mà họ hay lấy cái trái nó để bán cho những cái công ty làm thuốc á, là cái cây đó là nó sử dụng để làm thuốc sâu sinh học nha cả nhà. Bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng cái liều nhiều á nó cũng độc hại lắm nha. Nó như là cái cây, nó cũng là loại cây thảo mộc nhưng mà nó có độc, cũng như cái cây ngót ở miền Bắc vậy. Nó cũng là cây nhưng mà ăn vô nó cũng đai luôn. Ủa, cây gì nim nữa. Cây gì á kêu ở quê mình kêu bằng cây son. Nó mọc ở lề đường, bà con hay lụm mấy cái hạt về để bán cho những cái công ty người ta sản xuất ra thuốc sâu. Thì trong trong cái thuốc hữu cơ sinh học nó vẫn sử dụng mấy cây đó để làm thuốc sâu chứ nó không có sử dụng hóa học. Thì cái chai thuốc đó thì chúng ta nếu mà chúng ta nếm thử thì nó có khả năng gây chết người nha. Còn những cái chai thuốc khác thì nó rất là nhẹ, kiểu yêu như sinh tố vậy đó. Chứ không phải là thuốc sinh học là hoàn toàn là không độc, lấy liếm thử dính lại đỡ thừa rồi. Nghe nói ông Thép nói là thuốc sinh học nó cũng tùy theo nha cả nhà. Ý như là thuốc nam chúng ta vậy, cũng có cây thuốc tốt, cũng có cây mà chúng ta ăn lá vô chúng ta dẫn cầu tỏi kiểu vậy đó. Ồ, cây này nhiều trái vậy ta. Để Thép sẽ đếm thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6. Cây 36 trái. Mà trong quá trình Thép đếm á, là
thuốc đó, nó nhiễu lên đầu thép luôn á, mới nhỏ xém vô mắt này. Nhưng mà không sợ, nó cũng là bây giờ là anh Vũ đang bơm dưỡng trái nha. Ừ, thép thử cho cả nhà xem mà. Mới bơm dưỡng trái nè đấy, anh Vũ đang bơm cái thuốc dưỡng trái để nó làm cái học, có nghĩa là làm cái muối sầu riêng á. 35 trái cái cây này cũng vừa sức, cũng được, đẹp ghê không? Nó không có độc hại. Dạ. Yeah. Anh Vũ chia sẻ với thép là mỗi lần anh Vũ phun thuốc, anh Vũ hút phải 5-7 điếu thuốc gì á, hút xong 5-7 điếu đó mới xong cái vườn. Có nghĩa là thường là chúng ta xịt hóa học, đố ông nào mà dám hút thuốc. Đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang cho sao hút thuốc được. Đeo khẩu trang mang kính. Nhưng mà tự nhiên mình biết tới anh Vũ đây, mình cảm thấy được cái công việc làm nông nó cũng nhàn thiệt luôn á hơn anh Vũ. Mình nhàn, cái thứ nhất là nhàn cho sức khỏe mình là đầu tiên này. Thứ hai là khi mà cái những cái trái cây mình bán cho bà con mình cũng yên tâm nữa, đúng không? Kiểu như mình làm hóa học, bây giờ mình lấy trái cây mình bán cho bà con, tự nhiên lương tâm mình nó bứt rứt, đúng không anh? Má, bỏ thuốc nhiều quá, biết bà con ăn là sao chọc. Có nghĩa là mình vừa tiếp tay, có nghĩa là nói thẳng ra mình vừa tiếp tay, gọi là người ta hay kêu là cái gì? Mình hại sức khỏe bà con mà không, mình là người hại nha. Mà nó cái kiểu mà nó gián tiếp á, nó không có trực tiếp. Bởi vì mình thấy cũng hơi bị rất là khó chịu, đúng không? Còn mình làm gì là thứ nhất khỏe mình nè, thứ hai là bà con sử dụng cái sản phẩm là cũng ok nữa. Với lại thân thiện với môi trường đó anh. Mà em nói là cái, nếu mà cái em nghe nói là, em thấy coi ở trên ấy là em nghe nói là trong tương lai là những cái trái cây mà sử dụng hữu cơ sinh học của Thuận Thiên là đều xuất khẩu được qua Nhật không anh? Đạt đúng chuẩn rồi, hả? Đúng rồi. À. Ở đây. Không đủ cái sản lượng để xuất khẩu. Ừ. Hiện tại là nước Nhật á là một cái nước phải nói ăn trái cây nó khó lắm các bạn. Nó ăn là phải kiểm tra đồ nồng độ độc tố ở trong trái cây, khi mà đủ độ lành tính thì nó mới chấp nhận mình để nhập khẩu trái cây này qua nước. Đó, bởi vì khó, những cái trái cây sạch này nó có thể được qua Nhật nhưng mà nó không đủ. Bởi vì bà con nông dân của chúng ta là cứ thích xài hóa học không à. Mà xài hóa học không thì trong nước mình ăn được thôi, chứ nếu mà sẽ xuất khẩu qua nước bạn thì họ không có đồng ý. Bởi vì thì trong video hôm nay thì thép cũng không có nói đụng chạm tới ai hết á, nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ ok thì chúng ta làm. Thứ nhất là đơn giản là không ảnh hưởng tới mình là thấy ok rồi đó. Thì tất cả khán giả mà ai mà muốn tìm hiểu về nông nghiệp hữu cơ là full 100% là hữu cơ luôn nha. Từ gốc cho tới rễ cho tới cây là hữu cơ luôn. Không cần hóa học, không cần dùng hóa học bất cứ gì hết. Thì chúng ta hãy lên YouTube bấm hữu cơ Thuận Thiên, là chúng ta cứ nghiên cứu đi. Nghiên cứu 5, 10 bữa, nửa tháng, một tháng vậy đó. Khi mà chúng ta nghiên cứu biết rồi thì chúng ta không phải là bắt tất cả nông dân làm theo, nhưng mà mình nghiên cứu, mà nếu mà cảm thấy ok đúng thì mình thử nghiệm đơn giản. Đất khỏe, đất tốt, cây khỏe thì nó sẽ có sức đề kháng để nó kháng lại những cái côn trùng. Đúng rồi. Anh giám đốc bên Thuận Thiên anh nói một câu thép nghe rất là hay. Mẹ khỏe thì con mới no. Có nghĩa là đất khỏe thì cây nó mới tốt. Mà bà con nông dân chúng ta cứ làm tưởng cứ thuốc đè trên cây mà xịt công dưỡng cây không, mà không dưỡng đất. Đó là một cái sai lầm hơn. Cứ dưỡng cây không à, dùng hóa học để dưỡng cây không mà đất chúng ta quên dưỡng. Đó thì anh mới nói một câu là đất mẹ khỏe thì con mới no. Đất chúng ta dưỡng đất tốt, đất nó sẽ tạo ra những cái vi sinh vật như là trùng, nó sẽ ăn, nó sẽ thải ra mối, nó ăn, nó thải phân ra. Thì cái phân đó nó sẽ là giúp cho cây chúng ta khỏe. Đó thì cây mà đã khỏe rồi, như người chúng ta vậy, ví dụ như là mình vậy, mình đã khỏe rồi thì đâu có con virus nào mà nó xâm nhập vô mình được, đâu có cái bệnh nào mà nhập vô mình được. Mà một khi mình đã yếu nha, thành nói vi trùng, virus hay là ung thư, ung thiết thì nó cứ đều xâm nhập cho mình. Đó là cái cơ hội cho những cái virus gây hại nó xâm nhập. Còn một khi cây đã khỏe rồi, hơn nấm hay là sâu hay rầy nó không dám đụng ăn không được. Đó thì thép nói đơn giản cho cả nhà dễ hiểu. Hôm nay được thăm vườn của anh Vũ rất rất là vui, cảm ơn anh Vũ. Yeah.
hôm nay đã cho thép mở mang tầm mắt và cho tất cả khán giả mà anh Vũ, anh ngại, anh đẹp trai, anh ngại các bạn. Đẹp trai mà anh ngại. Thì em sau video mà quay với anh Vũ đây, thép được mở mang tầm mắt rồi, thép sẽ về những cái chai mà thép mua thuốc hóa học á, mình đem về đốt luôn anh, hay là bỏ hết, không có sử dụng nữa. Đấy, thì cũng may mắn cơ duyên gặp anh Vũ. Thì cũng hôm thép cũng gặp anh giám đốc bên công ty Thuận Thiên, anh cũng qua bên Khánh Sơn mình, anh gặp mấy khách hàng ở đây á, thì cũng có kết nối, cũng tới nói chuyện với anh. Phải nói là sau cái cuộc nói chuyện đó mình mở mang tầm mắt, mở mang cái suy nghĩ của mình. Em nghĩ đơn giản vậy nè anh, giống như là mình làm cho nó thuận theo tự nhiên á, cái gì ở trên mọi thứ sinh ra nó đều có lý do, côn trùng hay là sâu rầy đồ nó cũng sẽ có lý do, nhưng mà mình cứ làm cho mọi thứ về tự nhiên, đất trở về độ pH trung tính, cây phát triển, thì con rầy nó sinh ra thì nó cũng sẽ có con thiên địch của nó, rồi nó tấn công qua tấn công lại, rồi nó lại làm cho đất mình tốt hơn. Ừ, đúng rồi, nói chung là thuận theo thế giới động vật. Yeah. Con này ăn con kia ăn con nọ. Đơn giản là mình làm cho mọi thứ nó trở về với thiên nhiên, mình không có tác động quá nhiều. Mấy cày mà anh? À, xe mấy cày chở thuốc đi xịt. Nè, chở một thùng. À, là sử dụng cái cày để bơm luôn. Hay ha. Ui, tí đem đồ ăn của bển nha. Sau khi mà tham quan vườn của anh Vũ xong thì mình sẽ đi về vườn của mình. Hôm nay rất là cảm ơn anh Vũ để cho hai vợ chồng thép đi tham quan vườn và chia sẻ những kinh nghiệm về làm hữu cơ. Có nghĩa là kinh nghiệm xương máu hả? Vườn anh cũng 7 năm rồi phải không anh? 7 năm. 7 năm à. Bây giờ trời mưa đang rắc rắc nha cả nhà. Mưa rắc rắc nhưng mà vẫn thời tiết nó vẫn còn đang nắng. Mùa này thì mưa nó thất thường, bởi vì mỗi cây đeo chỉ có đâu được 40 trái, 30 mấy trái à. Nếu mà thời tiết thuận lợi á, mỗi cây anh Vũ đeo được 100 không anh? 100 nha, cây lớn. À, cây lớn được 100, 100 nhân 3 thì được 3 đến 4 tạ một cây. Bây giờ năm nay thời tiết nó thất thường á, bởi vì mưa suốt à. Bởi vì nó bị hơi bị thất thu chút xíu nha. Chứ không phải là làm hữu cơ là nó thất thu nha cả nhà. Cây trái nó vẫn bình thường như chúng ta làm hóa học vậy đó, nhưng mà nó an toàn cho sức khỏe ha. Hôm nay cũng là một cái video phải nói là rất là hay, gửi đến tất cả bà con nông dân nha. Bây giờ cho phép mình và anh Vũ và vợ của thép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Bye bye, bye, bye mọi người. Cảm ơn anh Vũ đã cho Nhi và anh thép tham quan vườn. Bye bye. Bye bye.